Em là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam, đa số khách hàng là tự tìm đến em. Quy mô này đối với anh là bình thường, nhưng mà anh thích cái ý tưởng. Không, như anh cũng không tin là một người dám bỏ hai mấy tỷ mà lại không đưa ra những cái điều kiện cụ thể nào đấy, thì anh thấy cái sản phẩm để dùng để điều trị sức khỏe cho con người, không ai người ta làm như vậy cả. E rằng là các bạn làm kinh doanh thì nhân loại sẽ mất đi một nhà khoa học giỏi và sẽ có một nhà kinh doanh tồi. Đón xem chương trình vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên VTV3. Thương vụ bạc tỷ Shark Tank Việt Nam. Nhất từ những cái nhà mốt như Chanel, Ralph Lauren sẽ pass down xuống những tầng lớp trung lưu, xuống dưới nữa là tầng lớp đại chúng, tùy theo cái phân khúc mà bạn quyết định. Nếu mà cái phân khúc mà designer thì dĩ nhiên là cái creative, cái sáng tạo là cái đầu tiên. Tuy nhiên khi mà đã xuống phân khúc của fast fashion thì sự sáng tạo không phải là yếu tố quan trọng nhất nữa.